Sau người nhận về nhà, xa nhà, chúng ta có người nhận không đường về nhà Hay đúng hơn là người nhận không hay lắm nếu bạn xem một mình ở nhà Ý tôi là mấy đoạn Andrew hay là Toby xuất hiện mà các ông không ở dạp xem ý, nó kiểu kỳ vậy Và có một cái tôi phải nói là người nhận cùng tình nhân của mình trong cái phim này không hay Ừ thì hai đứa có thể xứng đáng bằng MIT ấy nhưng mà hai đứa chả biết cái mẹ gì về hóa học Giữa hai đứa chả có tí chất xúc tác mẹ gì Tôi đánh giá cuộc tình này ba trên không có lý do để đá lưỡi Peter thì năng lượng hot boy đẹp trai, MJ thì kiểu chống đối xã hội muốn đạp đổ mọi thứ và làm bạn mệt và lờ. Kỳ vọng sự thất vọng và bạn sẽ không thất vọng. Chị gái như kiểu môn chạy bền nhưng mà có tóc xoăn ấy, mệt và lờ. Tóm tắt lại phần trước một xíu, người nhận được gửi sắt tin tưởng trao cho hệ thống an ninh tối tân có thể hủy diệt trái đất. Vì rõ ràng thiên tài tỷ phú dân chơi nhà từ thiện nghĩ là một thằng nhóc đầy hóc bồn đủ năng lực trí tuệ để bảo vệ 9 tỷ người và đúng như kỳ vọng của mọi người người nhận bị bình chứa tôn boy đầy lửa mất thiết bị cả hai đánh nhau ở london người nhện thắng nhưng người sau cùng được cười là mysterio vì hắn tàn dựng cho cả thế giới thấy cảnh người nhận giết mình và tiết lộ luôn danh tính thật của cậu đó là cái kết của phần 2 và mở đầu của phần 3 peter đang chơi bờ trên cột điện thì ai tìm thì tất cả mọi người biết cậu là ai đám đông bên dưới bù lấy mj vì biết cô đi cùng người nhận. peter cứu mj khỏi đám đông và chủ yếu là siêu black da trắng này rồi cả hai đu về căn nhà vui vẻ của peter nơi vui vẻ đang không vui vẻ lắm với những tháng năm với tháng năm sắp kết thúc anh có cái pipi nhỏ và cái mimi lớn và thứ duy nhất đang to lên là cái mimi của anh happy buồn lắm nhưng không buồn bằng peter vì những ngày tiếp theo cuộc sống của cậu bị đảo lộn truyền thông soi mói người nào mách ném tinh trùng vào người tất cả xảy ra vì công chúng coi mysterio là anh hùng còn cậu là ác nhân chuyện tệ đến nỗi đồng chí peter và tất cả những người liên quan đến cậu bị bế lên phường để thẩm vấn may về sau có sự giúp đỡ của mát mơ mộng tất cả mới thoát được việc phải khâu tòa nhưng họ vẫn chưa thoát được sự giận dữ của đám đông <laughs> Cái hòn này ghi là We Believe Mysterio Để giữ an toàn thì dì May và Peter chuyển đến nhà Happy ở Hôm sau tại trường, Peter và những người cậu quen tiếp tục bị đám đông quấy rối Thằng cu ấy còn tranh thủ viết sách kể về tình bạn của mình với người nhện Ông thầy này thì xây cho Peter hẳn một cái đài tưởng niệm Đủ mớ bế tắc quá Quá là bế tắc và ngột ngạt nên Peter cùng MJ phải trốn lên sân thượng Nơi có chữ Điệt không ở xa xa Nói chung cảnh này không có gì nhiều ngoài để cho MJ nói là Kỳ vọng sự thất vọng mà bạn sẽ không thất vọng Kỳ vọng sự thất vọng Mệt với lìn. Trong những ngày tiếp theo cả ba nhận được kết quả tuyển sinh của trường đại học. Ba đứa đều trúng tuyển nhưng mà là trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vì không trường đại học nào dám nhận sinh viên liên quan đến người nhện. Điều này làm Peter buồn vì cậu không thích sao nhập ngũ và tóc dài ba phần chắc chắn sẽ không làm em dây nứng. Ai có thể cứu Peter khỏi thảm cảnh? Muốn cứu người thì tìm đến bác sĩ. Cậu tìm đến Dr. String tại thánh đường Sanctorium, nơi này ủng hộ Ukraine nên là đang chết rét. Còn chức phụ thủy tối thượng giờ là của Wong vì kiểu người Trung Quốc thì thống trị thế giới. Peter trình bày hoàn cảnh với Dr. Strange. fuck me up, real best senpai. Chú có thể giúp cháu kiểu là mọi người quên cháu là Spider-Man không? Ta rất muốn Peter à, nhưng mà giờ không có ông giảng viên nào cả đủ sinh viên cả. Doctor Strange nói kể cả muốn cũng không thể vì ông không còn viên đá thời gian. Nhưng mà thực ra thì vẫn còn một cách là The Runes of Captain America. Đây là một câu thần chú lãng quên thông thường, không gây nguy hiểm cho dòng thời gian. Không được, câu thần chú này đi qua những vùng tối tăm của các tư tại mô. Không được, ta là phù thủy tối tượng và ta bảo không. Wong này, anh còn nhớ tay ca sĩ đấm vợ không? Ai cơ? Chính xác. Sau một hồi cự cãi thì Strange thành công thuyết phục Wong rồi dẫn Peter xuống hầm để thi triển phép thuật. Mà không hề bàn cụ thể vì chi tiết kiểu muốn ai quên muốn ai nhớ hoặc là không nghĩ ra, hoặc đơn giản là làm tất cả mọi người quên Mysterio là ai, không đáng vậy Metty bị không đáng. Cả thế giới sẽ quên Peter Parker là người nhện. Ơ thế Nghĩa cháu có nhớ không? Bro, phần nào của từ quên cậu còn chưa hiểu. Ơ thế không được đổi cháu với. Cả thế giới chừng yêu cậu sẽ quên Peter Parker là người nhện. Ơ thế còn bạn thân cháu Cả thế giới trừ người yêu cậu và nét sẽ quên Peter Park Ơ thế còn gì của cháu? Cả thế giới trừ người yêu cậu và nét và gì mây sẽ quên Ơ thế còn Happy? Cái đ** mẹ. Việc thay đổi thần chú quá nhiều khiến Doctor Strange mất kiểm soát Và cái hầm ngục biến thành PO về bệnh viện sản Một cái bóng thần lẩn xuất hiện báo hiệu điểm gở Doctor Strange thì phải chật vật lắm mới không chế được thần chú của mình. Ô thành công rồi à? Không thiên tài ạ, à, cậu không thấy nứt nứt đồ đồ à? Cái mong nhện thiếu quyết đoán của Peter đã khiến câu thần chú không thành công. Giờ cậu chỉ còn cách là đi đến gặp đại diện của MIT để xin cơ hội thứ hai cho mình và các bạn. Sau khi hỏi được thông tin là đại diện của MIT đang trên đường đến sân bay, Peter bay đi với vận tốc của một kẻ sắp thất học, định vị thành công mới cần tìm, võ cửa và chuẩn bị cho bài diễn văn thiếu luận điểm nhất đời mình. À, đại học, à, cao đẳng, à, đánh gôn. Cháu bị đần, bạn cháu cũng bị đần vì giúp cháu nhưng mà cháu hi vọng MIT không đần và nhận bạn cháu. Fuck you. đang trình bày hoàn cảnh thì Peter cảm quan được mùi hải sản và đúng là có hải sản thật khi từ dưới cầu tiến sĩ bạch tuộc trồi lên chào Peter à, phim trường khen tay hướng kia mặt trời của tao đâu Peter <laughs> mặt trời kia dù ở đâu mày làm hầm cỗ máy của tao bro đặt hai tay lên tường và ông có quyền giữ im lặng nhưng Doc Ock bị kém nghe nên bắt đầu chơi trò ném xe. Peter lộn nhào rồi đụng vào một chiếc có gia đình ở bên trong. Cậu trăng tơ như một gangster để giải cứu gia đình có con thơ, nhưng bà cô MIT lại bị mắc kẹt trong giao thông tắc nghẹt. Peter thì bị ôm ấp bởi những xúc tù khô khốc, do bị văng đi rất nhiều sang ti. Thấy kẻ địch không thân thiện, Peter lôi ra mấy cái chân nhện là vào choảng nhau. Trận chiến khá cân bằng cho đến khi bà cô MIT chuẩn bị tụt xuống như quần của Hoa Khôi. Peter lao ra cứu nhưng cậu là chủ tịch của FLC nên bị bắt lại, suýt nữa biến thành nhện không đầu. Cuối cùng thì Peter thoát được và chạy tới cứu cơ hội vào đại học duy nhất của mình thêm một cái ống từ sân trời của Nobita, đắp óc lại ném xe, Peter lại lộn nhào và kịp giữ lại được bà cô MIT nhưng nội tạng trong người cậu thì không may mắn như vậy. Doc Ock xé toang một mảng giáp giữa ngực, tiện thể hấp thụ nguyên tử nano và biến mình thành bạch tuộc hấp, rút ra con rào xuyên thẳng vào lồng ngực lắm mồm của Peter. Nhưng mảnh giáp ở đầu kịp biến hình để cứu cậu khỏi một lượt đăng xuất. Lúc này Doc Ock mới phát hiện đây không phải là người nhện mình tìm kiếm và phát hiện thêm là công nghệ nano hắn với hấp thụ giúp Peter chiếm được quyền kiểm soát những xúc tu. Và thế là trận chiến kết thúc. Peter cứu thành công bà cô MIT. Oh my god, Peter cậu thật là tuyệt. Cậu là Martin Luther King da trắng. Quay lại với Doc Ock, vẫn đang cố đấm vào mồm Peter. Up, 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 up chim tôi to và tôi không ngại dùng nó đâu chưa kịp bao hoa thêm vì kích cỡ cậu nhỏ của mình thì một vụ nổ nữa lại xảy ra trên cầu và yêu tình sảnh từ đám khói bay giả lao tới đơm peter nhưng cậu được Dr. strange tele về thánh đường nơi tiến sĩ một lần và tiến sĩ bạch tạng đã bị Dr. strange nhốt ở trong lồng yeah, chúng ta phát cắp thần chú và từ tất cả những người best spiderman từ khắp vũ trụ bị kéo tới đây giờ cậu đi bắt bọn nó về đây còn ta đi đóng xe lóc hôm sau đó Doctor Strange phép thuật hóa người nhện để giúp cậu một bắn đưa kẻ địch vào tù nhưng Peter không thể làm được nếu thiếu sự trợ giúp của bạn mình nên cậu gọi Ned và MJ đến thánh đường Spoil hai đứa này chả giúp gì ngoài hét nhảy đứa tức nơ và thấy là thay vì đưa một thằng nhóc xuống hầm Doctor Strange cho ba đứa nhóc xuống hầm ba đứa dùng sức mạnh của internet để xác định vị trí của những sinh vật đa vũ trụ Peter đu dây đi tìm trong khi Ned và MJ ở nhà làm tay mắt và liên lạc với nhau qua messenger với một chiếc điện thoại dùng cao gắn ở trước ngực pro ông có công nghệ của Stark mà dùng đi Peter đến vị trí xác định và đằng sau cậu hiện ra pikachu đang dùng công nghệ sạc nhanh mà các nhà sản xuất ác của vinfast xem khác Yo yeah bro ông có phải đến từ vũ trụ khác không thấy electro không nói gì peter bắn một cá nhừng xịt electro lúc này đã sạc xong và tấn công peter với sức mạnh của edm bắn một trưởng cực mạnh làm peter lăn lồng lốc electro tung lần fatality nhưng bị người cát chặn lại hê hey, tôi giết ba cậu ở vũ trụ khác What's up bro nice bro ông có thể giết luôn thằng kia đâu ok người cát bảo vệ electro con người nhện thì khiến công ty điện lực lo ngại về hóa đơn bảo trì của mình có một cái tôi thắc mắc là đoạn này người cát bảo là mình không chịu được nữa nhưng mà cát kiểu chống điện đúng không? Cuối cùng thì Peter ngắt thành công nguồn điện nhưng Electro đã kịp hóa thành người và chúng ta có một cậu nhóc mặc đồ bó ở chốn đồng không mông quạnh với hai người đàn ông trưởng thành trần truồng. Peter bắn cả hai về ngục của Dr. Strange rồi ở lại khắc phục hậu quả để tránh bị truyền thông đổ lỗi. Sáng hôm sau chúng ta thấy Norman Osborn ở dạng không yêu tinh xanh đang giấu đĩa bay và bị cái mặt nạ của mình chỉ vào mặt. Mày hèn, mày bế đê, mày làm tao nôn mửa. Osborn không chịu được những lời lăng mạ nên đập vỡ cái mặt nạ, tôi chạy đi đâu đó. Peter vừa sửa xong đống cột điện thì gì mày gọi tới. Ờ à, Peter, à? cái ông muốn giết mày ở vũ trụ khác đang đây này. Peter biết tin thì tức tốc chạy tới, nhưng Osborn là người trạng thái bình thường nên không ai bị làm sao. Chứ tinh thần của gì mày vì lão bắt đầu kề khổ. Tôi nghèo, con trai tôi chết Mà có một con quỷ đang bảo tôi giết người Lấy súng và bắn vào đầu tay này đi Ok, gì mấy không thực sự nói thế nhưng mà bà ấy sẽ muốn thế đấy Trong khi hai dì cháu nói chuyện thì Osvon nhảy luôn mấy cái bánh donut luôn mà Cháu sẽ tống lúc này về nhà ASAP Ah, à, papa Peter, sức mạnh lớn thì tiền điện cao Cháu phải giúp vì đó là điều tốt nhất Nhưng đưa bọn này về nhà là điều tốt nhất Tốt cho ai hả Peter? Cho gì đấy cái đồ không biết có chuyện dù vậy thì Peter vẫn nghe lời gì và đi cùng yêu tinh xanh tới thánh đường. Đây là ngày Osborn, đây là béo và MJ, Mouth Job, thực ra là mâm dốc. Sau đó chúng ta có bản hội ngộ của hội sáu quỷ quyệt. Hay tôi muốn hỏi là hội quỷ dữ sáu sáu sáu. Sau một lúc nói chuyện thì tất cả nhận ra mình bị đưa đến đây sau khi tử chiến với Spider-Man, Chứ tiến sĩ một lần và Sandman. Ba ông này được đưa đến đây vì danh thu. Mọi chuyện đang rất kỳ cục thì Dr. Strange xuất hiện, nhốt Osborn vào lồng và giới thiệu Blood Device. Tôi ấn ấn cái này và hội này này sẽ trở về nhà nhà nhưng chúng ta chưa thể đưa họ về nhà vì làm nhân từ các thứ họ phải chết vì đa vũ trụ các thứ doctor truyền luận phép chuẩn bị ấn nút để giải tán mọi hỗn độn làm gì đi peter sức mạnh lớn trách nhiệm cao cứu với cứu tú Peter thấy không thể bỏ mặc những kẻ cố giết mình trong vũ trụ khác nên là cướp lấy cái hộp chỉ để đu dây vào mớ cổng Sonic của Doctor Strange. Đuổi cái hộp này, không đưa. Người nhện cố gắng chạy đi nhưng bị Dr. Strange đuổi cho như gà đồi, kéo về rồi đánh cho hồn lìa khỏi xác. Holy shit, tôi chết rồi à? Chưa nhưng mày sẽ chết tôi không đưa cái hộp đây dù bị thành người xác sống nhưng Peter vẫn điều khiển được bản thân, bơ lại trong cơ thể, rồi lại đủ dễ chạy. Nhưng mà thực sự ấy, phù thủy tối cao không mới thích một cái hộp từ thằng nhóc không hồn. Quá bất lực nên Strange đánh ném Peter vào không gian gương, rồi bẻ công không gian và đâm Peter vào một con tàu. Bãi lều bạo hành trẻ bị thanh niên. Bất chấp bạo hành, Peter vẫn thuyết phục Strange cho mình một cơ hội. Ok nghe là nhóc, có rất nhiều người biết Spider-Man trong đại vũ trụ. Nếu cái hộp này không bị phá phá, tất cả sẽ đến đến. Hiểu chưa? Nhưng nếu đưa họ về nhà họ sẽ chết. Nhìn thẳng vào mặt ta và nói xem tao quan tâm không? I don't Doctor truyền chán nói chuyện rồi nên lại bẻ cong không gian Để người nhện rơi vào một cái OBS Rằng con một lúc thì chiều không gian vỡ ra Và Peter phát hiện không gian gường hóa ra chỉ là hình học Cậu lại chẳng tờ như một găng sơ làm Doctor Strange vãi lời căng cơ Lấy được cái hộp và nhận phép để quay trở về thuyết phục hội quỷ dữ sáo 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 Rằng mình sẽ chữa cho họ trước khi đưa họ về nhà Để họ không phải chết như số phận đã định sẵn Nghe này mấy đứa Đi cùng tôi hoặc phù thủy sẽ đưa các về chờ không gian của mình và chết Ờ nghe hay đấy Đi đi sợ gì Trước khi đi, Peter đưa cái hộp cho MJ canh và dặn nếu có chuyện xấu thì phải ấn cái hộp ngay. Đưa cái nhẫn và đấm tay về Ned để hình cho việc Ned sắp có phép thuật. Sau đó tất cả kéo nhau về nhà Happy để chữa cho tất cả mọi người. Peter khởi động cái máy chế tạo của Tony để lộ ra cái lõi năng lượng. Khiến Electro kiểu, hmm, tao sẽ liếm cái đó trong khi tiến sĩ thật lần bị nhốt trong cái xe ở dưới vỉa hè. Kế hoạch là Peter sẽ chế thuốc chữa cho từng người một với sự trợ giúp của Osborn, bắt đầu với tiến sĩ bạch tuộc. Electro trong khi đợi đến lượt mình thì bày tỏ tham vọng chiếm lấy cái lõi năng lượng và làm gì với nó thì chưa biết. Sau một hồi chế chế chăm cứu, Peter chế được cái CPU mới cho tiến sĩ bạch tuộc, thành công đưa ông ra khỏi sự kiểm soát của những cái xúc tu. Trong khi đó Happy thấy thằng cháu lôi một cánh chiếc về nhà thì tức tục phóng xe về. Sau đó thuốc của Osborn được điều chế và một, một cái sạc dự phòng được đặt lên Electro để hút hết điện ra. Người cắt và thần lần thì được cho xuất hiện vài giây để mọi người vẫn nhớ là họ ở trong phim mọi chuyện vẫn ổn thỏa vui vẻ cho tới khi Doc Ock tự dưng đi vào nói chuyện về Osborn. Hê, hey, ông bị tâm thần nhưng ông sắp hết tâm thần rồi đấy. Hey, hey, hey. Câu nói này trích cờ yêu tình xanh khiến hắn trở lại và bắt đầu trust sóc mọi người. Nhận Toby là huyền thoại, nhận Andrew đẹp trai hơn. Mày là thằng nhóc tham lam cố sống bằng cuộc đời bọn tao không cần được chữa anh em giữ sức mạnh lại xong chiếm thế giới đây bài phát biểu đã thúc đẩy electro giật cái sạc ra và chiếm lấy lõi năng lượng di mây ngửi thấy mùi không thơm thì vội lấy thuốc giải của yêu tinh xanh rồi chạy mất trong khi yêu tinh xanh cho cái cầu thang biết thế nào là lấy độ thông qua peter người cát thì i don't feel so good người điện hấp thụ năng lượng từ cái lõi và bắn đau óc ra ngoài rồi hòa cùng người cát chạy trốn than lằn cũng thừa nước đục trốn luôn trong khi đó trận chiến thực sự diễn ra giữa yêu tinh xanh và người nhện hoặc đúng hơn là cuộc thi ai đâm xuyên nhiều mặt phẳng hơn một hai ba bốn năm sáu này tôi nghĩ là quả thứ sáu rất không cần thiết mày khỏe nhưng mà yếu Goblin đấm một phát vào cơ quan hô hấp của Peter. Peter thì Black Widow Goblin, nhưng những cú đánh của cậu tầm đá càng đánh Goblin càng cười hớ hớ, ném Peter xuống một tầng nữa, rồi đem trận chiến ra bên ngoài. Cố gắng là để cho ông thần lằn có một cảnh đánh nhau với người nhện, để rồi lại ném người nhện vào đánh nhau với Goblin tiếp. Hai người cùng nhau làm tùng thêm vài cái mặt phẳng nữa cho đến khi rơi xuống tầng một, nơi gì may cũng vừa kịp chạy xuống. Điểm yếu của người là nhân cách, nó đang bóp nghẹt người. Thế chứ không kiểu vì ta cũng đang bóp nghẹt người, và ta thì kiểu không nhân cách. <laughs> dì mày vội chạy đến trích thuốc vào goblin để cứu thằng cháu nhưng thuốc không có tác dụng và thế là dì mày trả giá bằng cách tham gia lớp học nấu ăn cùng yêu tinh xanh khai vị bằng một đĩa bay vào mạn sườn và đi luôn đến món trắng miệng bom bí ngô cùng với sự chạy thoát của goblin peter cố ngăn quả bom lại nhưng nó vẫn nổ bánh xác cậu và bà dì của cậu thế mà sau trận đánh hai dì cháu vẫn lết dậy peter bị gãy một cái sừng sườn còn dì mày thì gãy luôn trước khi được khóa kiếp thì dì mày vẫn kịp hóa ăn cổ ben và kiểu sức mạnh lớn thì trách nhiệm bằng cao peter và thế là ngột ngào đến mấy cũng ta thành mây người tiêu vương hoa mây mù sông lối hoặc là tháng tư là lời nói dối của hạ anh tuấn còn tháng 5 thì chết Peter buồn trầm cảm và lờ Happy cũng buồn, Ned cũng buồn, bà Ned cũng buồn, MJ cũng buồn và định ấn nút trên cái hộp để kết thúc mọi chuyện. Nhưng Ned quá hèn để đưa ra quyết định và bắt đầu ước được gặp Peter để có thể kiểu giải quyết mọi chuyện. Thế là một ít phép thuật chợt chợt ra. Ned ước được gặp Peter lần nữa nhưng quyết liệt hơn. Và sau vài lần thử thì thằng cháu bà is magical. Một cái cổng phép thuật mở ra. Đầu bên kia là người nhện. Cho đến khi người nhện này cười mặt nạ ra thì khán giả kiểu wow tôi tạm gọi nhện này là an an giải thích bị kéo đến đây một vài ngày trước xong rồi đã vũ trụ đi thuyết dây các thứ nhé thứ yeah, yeah. ok ok ông không phải nhện bọn tôi tìm chất phát cấp nét lại ước gặp peter một lần nữa lần này lại là một peter khác cùng một tiếng hét cực to từ khán giả tôi gọi nhện này là tô bla 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 leo trèo các mạng nhện fan service đánh nhau các thứ ok quay lại việc chính được chưa ạ? cả gang đi tìm peter tại chỗ trốn bí mật của cậu giờ gọi là hô đi và cả ba có một buổi tâm lý trị liệu anh phát cấp và làm bóc ben chết anh cấp và làm bóc ben và người yêu anh chết các anh của bác ben năm người sau đó thống nhất sẽ chữa cho hội quỷ dữ cháo 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 rồi mời bấm nút đưa họ về nhà thế là cả lũ xông vào phòng thí nghiệm trong trường nơi tình cờ có đủ tất cả nguyên vật liệu để chế thuốc giải à, chúng ta có thêm fan service khi mà nét gọi peter xong rồi cả ba peter cùng trả lời rồi tô flex về việc bắn tơ mà không cần máy cuối cùng thì họ chế xong thuốc chữa cho tất cả giờ câu hỏi là làm thế nào để thu hút một ác nhân điên loạn thần kinh tại một chỗ và chữa cho chúng tiktok Nhện hồ quay một đoạn tiktok gửi cho daily bugle Bọn vô ơn, đáng nhẽ tao giết hết chúng mày chẳng qua tao nể gì ra thôi nhá Mục đích để gạ kè bọn này đến đánh nhau Trong khi Ned và MJ cầm cái hộp ở nhà như là kế hoạch B Rồi chúng ta có thêm fan service kiểu Tô bảo An là chú amazing ấy Xong rồi An bẻ lưng cho Tô Xong rồi hô khoa mình ở Avenger Xong ba người chỉ nhau như meme Ở giữa cuộc chém gió thì các ác nhân xuất hiện Và ba người nhận phối hợp với nhau vô cùng cầu thả Nên là phải nghỉ giữa giờ để họ bàn chiến thuật thống nhất là hô sẽ co tim Sau đó cả lũ lại là vào trận chiến Mục tiêu đầu tiên là người cát Cả ba chạy đổi bắt về ác nhân Lừa người cát phá tượng để tăng trí tiêu công Rồi bật máy biến Flynn thành người thường. Đoạn này cũng có vài fan service như kiểu Andrew bắn tơ thần lằn như trong The Amazing Spider-Man 1 hoặc là kéo tơ lấy đả cũng giống như Amazing Spider-Man 1. Kẻ tiếp theo được xử lý là Electro, nhưng Electro với loại năng lượng của Tony Stark thì quá mạnh, giật tùng giải Andrew, một mình cần hai thằng trong khi hô đánh nhau với thần lằn. May mà có Doc Ock đến làm diễn viên, giả vờ muốn giết hết người nhện rồi lại lật mặt rút lõi năng lượng, hút hết điện ra người Electro. Thát Lan sau đó cũng bị cho cắn bình thuốc biến dị và biến thành người thường. Đúng lúc này, Doctor Strange cũng trở lại, bực tức về việc bị treo ở Grand Canyon. Tao sẽ ấn chết con đĩ mẹ cái nút này và đưa tất cả chúng mày về nhà. Nhưng chưa kịp ấn thì Goblin dễ mây lao tới cướp cái hộp. Doc Ock và Strange kéo lại được, nhưng Goblin đã cài bom vào cái hộp và bùm. Trời lòng đất lở, tượng sập đùng đoàng. Em MJ bị ngã, hô lao theo đỡ nhưng bị Goblin bế đi. May mà có án đỡ được. Em có sao không? Fuck you. Hô sau đó lập phòng solo với Goblin và lần này đấm cho Goblin hiểu tiếng nghĩa luôn. WWE, lưu Cena các thứ. Nè, tôi không hiểu vì sao người nhện sức khỏe vô xong rồi hồi phục nhanh nhưng mà nãy bị đánh cho tí tí đã sức sắc bầm dập. Nhưng trong khi ông này bị đánh cho vãi cả đáy mà mặt mũi không làm sao. Hô định làm đoàn Fatality bằng cái đĩa bay của Goblin nhưng tôi ngăn lại vì người nhện thì không giết người. Phục Ph Ph là Batman mà, nhưng Goblin vẫn chờ chừa, chừa đâm tôm một nhát nhưng rồi bị trích thuốc và biến lại bình thường. Xong vấn đề chưa. Vấn đề lớn nhất là cầu thần chú đã vượt tầm kiểm soát và tất cả những người biết người nhện trong tất cả các vũ trụ đang rách rời rơi xuống vũ trụ này để tìm Peter. Và cách duy nhất để Uno mới này là Doctor Strange niệm chú cho tất cả mọi người quên Peter là ai. Không được, được mà, chú mày sẽ cô đơn lắm đấy cô đơn là tên niệm của siêu anh hùng hoặc kiểu kiểu thế và chúng ta có đoạn cảm xúc của phim kiểu chào tạm biệt anh em nhện hôn em dây nghẹn ngào các thứ hứa là cậu sẽ không quên tới nhé ờ phải rồi what the fuck bro mày đần à? nói chung là đoạn này tôi không thấy cảm xúc mấy tại vì hai đứa lại trái có chemistry mẹ này không thích nói chung là doctor strange niệm chú tất cả mọi thứ trở về bình thường một thời gian sau đó thì peter đến làm quen lại với mj và net nhưng mà chó đỡ mất lễ của cậu nên cậu lại mò về nhà giờ là một căn phòng trong giống phòng của nhện toby nghe trộm là cảnh sát tiếp tục ôn thi trung học phổ thông quốc gia và tiếp tục làm người nhện chuẩn bị cho những thử thách mới cậu kiểu cũng trở thành hơn và trách nhiệm hơn hết phim. After Credit là Eddie Brock cùng Venom đang ngồi uống rượu ở vũ trụ của Hồ ngay trước khi Dr. Strange nghiệm thần chú mọi người quên Peter Parker. Ông bồi bàn kể cho Eddie về Avengers các kiểu. Thanh niên chưa kịp trả tiền nước thì đã bị đưa về thế giới của mình, nhưng vẫn còn một giọt của Venom bị sót lại tạo hin cho người nhận phần 4 và bây giờ thì mới hết phim. Tôi chấm phim này Hồ trên tô phải ăn. Goblin ok nhưng mà hơi nhiều nhân vật quá nên là kiểu thần nằn thì mờ nhạt, người cát và Electro cũng mờ nhạt. Cốt truyện thì cũng kiểu crossover cứ tự cũng hay nhưng mà hơi dễ đoán. Để giải trí thì xem thì hay. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký giờ reviewer, người chơi điện tử, Vui Vẻ và người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.